siêu thần đạo thuật đương niên yên hòa cái này thế giới có quỷ nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đêm thu lạnh rách nát sơn thôn phòng ốc hở hơi mỏng bên dưới chăn bạch tử nhạc bỗng nhiên bừng tỉnh xuyên qua coi như đã qua ba ngày hắn vẫn là khó có thể tin ba ngày qua hắn cũng đối phương này thế giới có hiểu một chút biết đây không phải hắn đã biết bất kỳ một cái nào thế giới theo trong thôn lão nhân giảng nơi này có người có quỷ có yêu có tiên đương nhiên hắn là không tin bất quá tiền thân nguyên nhân cái chết cũng làm cho hắn trong lòng từng đợt run rẩy gặp quỷ cái này sao có thể bạch tử nhạc cười lạnh cái này nhất định là ký ức hấp thu có chút rối loạn hắn lại một lần nữa khẳng định gật đầu tiểu hài tử nha, cuối cùng sẽ có một chút kỳ tư loạn nghĩ, tiền thân mới 8 tuổi, nghe nhiều trong thôn lão nhân hồ ngôn loạn ngữ, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, là phi thường bình thường. Hô hô tương đương, gió càng lớn hơn, nương theo lấy hơi lạnh thấu xương, chỉ bất quá cỗ hàn ý này, phá lệ âm lãnh. Lạnh quá, bạch tử nhạc kích linh linh dùng mình một cái. Đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng đến cái gì, chậm rãi chuyển qua đầu không lớn gian phòng bên trong, trừ một cái bàn gỗ nhỏ, không có bất kỳ trang sức gì, chỉ có một cái cửa gỗ, nửa mở. Xuyên thấu qua cửa gỗ, bạch tử nhạc sợ hãi cả kinh. Một cái bảy tám tuổi hài đồng sắc mặt trắng bạch ghé vào ngoài cửa sổ, chừng mắt trống rỗng ánh mắt, nhìn thẳng hắn. Đột nhiên, đứa bé kia nhếch miệng cười một tiếng, vẫy vẫy tay, giống như là đang nói, đến cùng ta chơi a à, bạch tử nhạc toàn thân đều nổi da gà. Thật! thật sự có quỷ hắn mộng một loại khó nói lên lời cảm giác lóe lên trong đầu để đầu óc của hắn trống rỗng quỷ đây là quỷ thật gặp quỷ ta nên làm cái gì hắn luống cuống động cũng không dám động có lẽ là thấy bạch tử nhạc lâu không trả lời tiểu quỷ hơi không kiên nhẫn lại trực tiếp xuyên cửa sổ mà vào nháy mắt nguyên bản liền âm hàn gian phòng càng lộ vẻ thấu xương ở trong mắt bạch tử nhạc sáng tỏ ánh trăng đều lộ ra âm trầm khủng bố hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế ở sợ hãi trong lòng nhưng nhìn xem xuyên tường mà qua nhẹ nhàng lơ lửng đến gần tiểu quỷ sự sợ hãi ấy tựa như bản năng không thể ức chế ha 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 hắn răng run lên, muốn giống to, khu trục loại này cảm giác bất lực, lại chính phát hiện đục trên thân hạ đều giống như không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu quỷ tới gần. Trắng bạch mặt, trống rỗng ánh mắt, tím đen bờ môi, nhách môi, màu nâu răng bên trong tựa như thấm vào huyết dịch. Thật can đảm, vừa đúng lúc này, một tiếng giống như lôi đình giống to ở ngoài cửa nổ vang ngay sau đó cửa phòng bỗng nhiên mở ra một vị kéo tay áo thân hình to con đại hán nhanh chân bước ra đấm ra một quyền nồng đậm khí huyết nhộn nhạo lên a à, bén nhọn mà thê lương tiếng la truyền ra tiểu quỷ thân hình tựa như vải rách bị xé nát như khói xanh tán đi nguyên bản âm trầm gian phòng cũng giống là băng tiết tan giã thiên địa đều bởi vậy sáng ra công phu bạch tử nhạc tái nhợt trên mặt rừng một chút nhãn tỉnh sáng lên một quyền liền đem một chỉ tiểu quỷ cho oanh sát, đây không phải công phu là cái gì? Nhạc Nhi, ngươi không sao chứ? Hù chết mẹ, rất nhanh, ngoài cửa đi vào một cái thanh lệ phụ nhân, nhanh chóng nhào lên ôm Bạch Tử Nhạc. Tại sau lưng phụ nhân, một nam tử cao gầy cũng một mặt khẩn trương bộ dáng, bất quá không nói gì. Cái này hai người chính là Bạch Tử Nhạc phụ mẫu, Bạch Dũng, Hà Hồng Hoa. Cha, mẹ ta không sao? Bạch Tử Nhạc trong lòng ấm áp, trở về một tiếng, ánh mắt lại nhìn chừng chừng lấy kia Tráng Hán, trong lòng một mảnh lửa nóng. Võ công, có thể giết quỷ, siêu thần đạo thuật đương niên yên hỏa hồn năng cộng một, nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Bất quá, cái này hồn năng lại là cái gì? Còn có lực lượng, tốc độ, thể chất phía sau dấu cộng, lại là cái gì ý tứ? Bạch Tử Nhạc đột nhiên sững sờ, hơi kinh ngạc sớm tại trước đó, hắn liền phát hiện mình thu được cái này kỳ lạ giao diện thuộc tính. Đại khái đánh giá ra, số liệu này là lấy trưởng thành làm tiêu chuẩn một vài theo thể hiện. Lấy một cái trưởng thành lực lượng, tốc độ, thể chất đều vì một tình huống dưới, biểu hiện tại bạch tử nhạc lúc này 8 tuổi hài đồng bộ dáng số liệu tự nhiên chỉ có không phẩy mấy. Chỉ bất quá, lúc trước hiện ra ở trước mặt hắn, chỉ là đơn tồn số liệu cũng không có cái gọi là dấu cộng cùng cuối cùng hiển hiện hồn năng. Rõ ràng, đây đều là gần đây xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì con kia tiểu quỷ? Tiểu quỷ chết đi, hồn phi phách tán về sau, bị thuộc tính này bằng hấp thu, hóa thành hồn năng, Bạch Tử Nhạc Hoài nghi, ẩn ẩn có chút suy đoán. Theo bản năng, Bạch Tử Nhạc ý thức đắm chìm trong lực lượng dấu cộng đằng sau lập tức thân thể của hắn có chút phát nhiệt tựa như trải qua một phen rèn luyện, sau đó hắn lần nữa nhìn chính đến thân thể số liệu. Tính danh, bạch tử nhạc lực lượng, không 26 cộng, tốc độ, không 32 cộng, thể chất, không 35 cộng, võ công, không hồn năng. 14. Lực lượng tăng thêm không không hồn năng tương ứng giảm đi 1, nói cách khác, tiêu hao một điểm hồn năng, có thể tăng lên không? Không một lực lượng, hoặc là tốc độ cùng thể chất, bạch tử nhạc rất nhanh liền đã đoán được điểm này, phân biệt lần nữa tiêu hao hai điểm hồn năng, điểm vào tốc độ cùng thể chất phía trên. Lập tức, hắn trên người số liệu liền biến thành. Lực lượng, 0, 26 cộng. Tốc độ, 0, 33 cộng thể chất, không, 36 cộng, võ công, không hồn năng, siêu thần đạo thuật đương niên yên hỏa thanh hà chấn. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Lần này đi theo từ minh trên chấn, trừ bạch tử nhạc bên ngoài, còn có hai cái cùng hắn cùng tuổi tiểu hài, một cái gọi từ lập, một cái tên là Trương Quốc Nghĩa. Trong đó từ lập chính là từ minh đường ca nhà hài tử, bạch bạch tịnh tịnh, lại có vẻ khiếp nhược về phần Trương Quốc Nghĩa, là trong ba người tối cao tráng, trên mặt đen nhánh, niên kỳ tuy nhỏ, lại có một cỗ khối cơ thịt. Bạch tử nhạc đoán chừng, hắn lực lượng cùng thể chất đoán chừng đều tại không? Năm trở lên, mạnh hơn hắn được nhiều. Trương Quốc Nghĩa phụ mẫu chết sớm, bây giờ gửi nuôi tại thúc thúc nhà, thúc thẩm đối với hắn cũng không cay nghiệt, nhưng dù sao không phải thân sinh, tăng thêm trong nhà nghèo. Luôn có một chút khác nhau đối đãi, lần này nghe nói Từ Minh giới thiệu người đi làm học đồ, dứt khoát bắt hắn cho đưa tới. Từ trong thôn xuất phát đến Thanh Hà trấn, chọn vẹn 50 dặm đường, trong đó phần lớn là đường núi, đường nhỏ cũng không tốt đi. Một đường đến, được được ngừng ngừng, Bạch Tử Nhạc từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì, cũng không chủ động hô mệt mỏi thực sự không kiên trì nổi liền mượn nhờ hồn năng hướng mình thể chất càng thêm điểm tăng cường thể chất đồng thời luôn có thể tân sinh ra một cỗ lực lượng để hắn không về phần quá mức mệt nhọc là lấy cứ việc bạch tử nhạc thể chất tại trong ba người yếu nhất nhưng thường thường hô ngừng kêu mệt đều là từ lập đối nhà mình chất tử từ minh tự nhiên chiếu cố một chút thuận thế liền gọi lại nghỉ ngơi thừa cơ hội này, Bạch Tử Nhạc liền vội vàng hướng từ Minh hỏi thăm một chút có quan hệ võ công sự tình, đây cũng là hắn tiến về thanh hà chấn động lực lớn nhất. Võ công, chia làm ngoại rèn, nội luyện hai cái phương diện, cái gọi là ngoại rèn gân xương ra, nội luyện ngũ tạng lục phủ, chính là như thế. Tại về sau thì là nội khí cảnh, nội khí cả đời, lực lượng tăng vọt, giống trước ngươi tao ngộ cái chủng loại kia tiểu quỷ, chỉ cần nội khí cao thủ khí tức bộc phát, liền có thể trực tiếp đem nghiền nát. Từ Minh trên mặt nghiêm một chút, nói nghiêm túc. Kiềm Minh thúc ngươi là cái gì cảnh giới, từ trợn mắt con ngươi sáng lên, tò mò hỏi. Ta xem như nội luyện trình độ đi. Từ Minh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ngoại rèn là một cái ngưỡng cửa từ ngoại rèn đến nội luyện cũng không phải dễ dàng như vậy cứ việc chỉ là sơ bộ bắt đầu nội luyện nhưng hắn thân phận địa vị trong bang đã có nhất định tăng lên từ nguyên bản bến tàu quản sự tấn thăng làm chủ đầu cũng là bởi vậy hắn mới có thể lên tâm từ trong thôn người tiến cử tiến vào bang phái nội luyện Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, lúc trước Từ Minh một quyền đánh ra uy thế, coi như hiện tại hắn cũng còn ấn tượng khắc sâu. Nội luyện liền đã mạnh như vậy, kia so với nội luyện cao hơn một tầng nội khí cảnh, lại là cỡ nào uy thế? Mà lại, Bạch Tử Nhạc từ Từ Minh trên mặt cũng là nhìn ra, đối phương ở bên trong luyện này cấp độ tu luyện cũng còn không tinh thâm, hiển nhiên còn có tiến bộ rất lớn chỗ trống nghĩ đến tu luyện võ công cường đại bạch tử nhạc không khỏi sinh lòng hướng tới đối với tiến về thanh hà trấn càng thêm không thể chờ đợi rất nhanh một đoàn người lần nữa đi đường chúng ta tốc độ nhanh một chút đoạn này đường ở vào quỷ đầu trại tuần sát phạm vi bên trong một khi tao ngộ quỷ đầu trại người sẽ rất phiền phức đột nhiên từ minh nghiêm túc nói bạch tử nhạc bọn người tâm thần đều là siết chặt vội vàng tăng nhanh bộ pháp làm phụ cận sơn thôn người, bọn hắn tự nhiên biết quỷ đầu chạy, biết bên trong chính là một đám sơn phỉ, hung ác độc ác, giết người vô số, mấy lần quan phủ vây quét đều vô công mà trở lại. Rất là hung hăng ngang ngược. Cũng may, đoạn này đường cũng không phải là quỷ đầu chạy chủ yếu đóng giữ phạm vi, dù sao vãng lai đều là sơn dân, chất béo không đủ, cũng không được coi trọng. Là lấy không có bất luận cái gì thuận lợi ngoài ý muốn thông qua. Trong lúc đó bởi vì nhanh chóng đi đường, Bạch Tử Nhạc không thể không liên tiếp tăng lên mình thể chất, không phải khẳng định chống đỡ không nổi. Về phần Từ Lập thì sớm tại nửa đường liền từ từ minh ôm tiến lên. Một bên khác Trương Quốc Nghĩa, thể chất xác thực khác hẳn với thường nhân, mặc dù cùng Bạch Tử Nhạc cùng tuổi, một đoạn lớn đường xuống tới cũng chỉ là thở nhẹ. Ba người biểu hiện, tất cả đều nhìn ở trong mắt Từ Minh đối với nhà mình chất tử hắn không tốt quá mức trách móc nặng nề trương quốc nghĩa thể chất khá mạnh có thể toàn bộ hành trình đuổi theo hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng là bạch tử nhạc thể chất nhìn rõ ràng so nhà mình chất tử còn muốn yếu lại có thể toàn bằng mình cắn răng đuổi theo lại không có tìm kiếm hắn trợ giúp thực sự để hắn ngoài ý muốn đợi cho mặt trời chiều ngã về tây trải qua mấy canh giờ đi đường bọn hắn rốt cục nhìn đến thanh hà trấn tà dương hạ, thật giống như bị một đám lửa bao phủ, tản ra hồng quang, cao lớn dưới tường thành, đại môn mở rộng, đang có vô số dòng người từ đó ra vào. Thành Hà Trấn, một thế này bạch tử nhạc cũng không biết chữ kiếp trước chữ siêu thần đạo thuật đương niên yên hỏa chém. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Tốt. Từ Minh nhìn mấy người một chút, Bạch Tử nhạc kích động, Trương Quốc nghĩa một bộ ngây thơ bộ dáng, nhà mình chất tử từ, từ lập lại rõ ràng khiếp nhược kháng cự, trong lòng cũng có rèn luyện mấy người ý tứ. Là lấy không có cự tuyệt, quả quyết gật đầu. Có thể cường lực, Tráng Từ Minh dẫn đầu, rất nhanh Bạch Tử nhạc bọn người liền đến đến trước nhất đầu đầu tiên rơi vào bạch tử nhạc trong mắt chính là một cái khôi ngô đại hán, trên tay trên đầu mang theo sắt thép xiềng xích, hai chân cũng bị thật dài xích sắt khóa lại. Quỳ sát tại một cái hai mươi chừng năm thước vuông trên bệ đá, bệ đá mặt đất đỏ sậm, hiển nhiên là chém đầu quá nhiều mà thanh lý không sạch vết máu. Tại hắn bên cạnh thì là mấy vị quan binh cùng một vị lão niên đao phủ nơi xa, trên đài cao còn có một vị giám trảm quan, nghe nói chính là Thanh Hà Trấn Trấn Thủ Dương Chính lang Mà cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc mấy người cũng biết vị này quy sát khôi ngô đại hán thân phận, chính là quỷ đầu trại tứ trại chủ thiết tí thủ ngô lượng. Nghe nói chính là tại chặn đường Lý Thị cầm cố đường áp vận hàng hóa thời điểm, tao ngộ Lý Gia Nhị Công Tử Lý Húc, trực tiếp cho bắt giữ. Lý thị một môn tam kiệt, đại công tử Lý Thanh, chủ trì sinh ý, đem cầm cố đường quản lý ngay ngắn rõ ràng, nghe nói tại huyện thành đều có phần trải, nhị công tử Lý Húc, trời sinh thần lực võ nghệ bất phàm. Tam công tử Lý Huân, chính là chân chính tú tài lão gia, văn khúc tinh hạ phàm. Cái này quỷ đầu chạy ngô lượng, đem chú ý đánh vào nhà hắn trên thân, xem như cắm cái ngã nhào. Có biết đến nghị luận, hưng phấn không thôi quỷ đầu chạy, giết người phóng hỏa, tội ác đa dạng, đã sớm hẳn là diệt trừ. Lần này tư trại chủ ngô lượng bị bắt chém đầu, thực sự là phấn chấn. Có người cắn răng nghiến lợi nói. Nghe nghị luận, bạch tử nhạc cũng là ghé mắt, vị này hiển nhiên là bị hại nặng nề người. Chém, vừa đúng lúc này, chấn thủ dương chính lăng một tiếng quát nhẹ, đem một cái lệnh bài ném ra. Đang lệnh bài rơi tại trên bệ đá, phát ra một tiếng vang giòn, lão quái tử bưng lên một chén rượu, một ngụm phun tại đao trên miệng. Oan có đầu, nợ có chủ, người ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, tại hạ chỗ chức trách, phụng mệnh làm việc, đắc tội, nói, đại đao dơ lên. a à, cái này thời điểm, thiết tí thủ ngô lượng tựa như không cam lòng cúi đầu, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, toàn thân kình lực kéo căng lên, hai đầu cánh tay trắng kiện, lập tức hiện thanh cơ bắp cùng mạch máu đâm mãng ở giữa, cứng rắn vô cùng, quả nhiên không hồ thiết tí thủ chi danh. Sụp đổ, trắng kiện sát trừ, sinh sinh căng đứt cương sát gông xiềng đều bởi vậy vỡ ra. Nhưng là, đây hết thảy đã muộn. Đồ đao chém xuống, nhanh đến cực hạn. Ngô lượng bỗng nhiên cứng đờ, một tia vết máu tại cổ của hắn tràn ra, dần dần tạo thành một cái sợi tơ, sau đó bịch một tiếng, đầu của hắn từ đó mất xuống tới lộ ra phía dưới lớn chừng miệng chén vết thương cực nóng huyết dịch giống chảy ra phun ra cái này thời điểm lại nhìn vị kia lão đao phủ lại là đã cầm lấy một khối khăn lau nhẹ nhàng lau sạch lấy cũng không máu ngấn đại đao bình tĩnh ung dung trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu người chết thật đã chết rồi nhất đao lưỡng đoạn gọn gàng bạch tử nhạc con mắt mở tròn vo sau đó kịch liệt co vào một loại không thể ức chế nôn mửa cảm giác không ngừng nổi lên nổi lên tiếp lấy rốt cuộc áp chế không nổi ọe bạch tử nhạc mặt trắng bạch mật đắng đều nhanh phun ra chính là tại đưa ra quan sát chặt đầu thời điểm hắn liền có chỗ đoán trước biết tất nhiên rất huyết tinh hắn cũng sớm làm xong chuẩn bị tâm lý cho rằng thế giới khác biệt, ở kiếp trước bình thản, một thế này hiển nhiên hỗn loạn mà hung ác, mình sớm muộn muốn trực diện tử vong, chỉ có tận khả năng thích ứng, mới có thể tốt hơn sinh tồn. Hắn rất lý trí, ép buộc mình mở to hai mắt. Nhưng khi kia máu đỏ tươi phun ra nháy mắt, đầu của hắn liền đã trống không, vô tận ý lạnh, đem hắn trước đó hết thảy ý nghĩ, rồi tắt sạch sẽ một hồi lâu, bạch tử nhạc mới hòa hoãn xuống tới, lúc này mới chú ý tới, không chỉ có là hắn khó chịu nôn mửa, từ lập trương quốc nghĩa cũng giống như thế, thậm chí xung quanh một chút người xem náo nhiệt. Cũng có không ít tại mặt đất lưu lại một mảnh hỗn độn. Tốt, từ minh cười nhạt nhìn bạch tử nhạc một chút, dù sao vẫn là tiểu hài, coi như trang lại thành thục tại thời khắc này cũng tránh không được chật vật. Ba người sắc mặt tái nhợt gật đầu. Kia đi thôi. Thời gian đã không còn sớm, ta mau chóng đem các ngươi an bài tốt, Từ Minh nói, đi đầu hướng về phía trước. Bạch Tử Nhạc vội vàng đuổi theo, chỉ bất quá đáy mắt lại lóe lên một tia ánh sáng. Lần này quan sát chém đầu, cuối cùng không có uổng phí, Bạch Tử Nhạc trước mắt lập tức nổi lên mình số liệu. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng. Không, 26 cộng, tốc độ, không, 33 cộng, thể chất 0, 49, cộng, võ công, không hồn năng, 837 giao diện thuộc tính bên trên, những số liệu khác không thay đổi, nhưng hồn năng, lại trọn vẹn nhiều hơn 800. Cái này theo bạch tử nhạc, tuyệt đối là một bút khổng lồ trị số. Muốn biết, lúc trước tiểu quỷ cũng chỉ cho hắn cống hiến 15 điểm, mà cái này quỷ đầu chạy tứ chạy chủ thiết tí thủ ngô lượng, lại là tiểu quỷ gần như 60 lần quả nhiên là vượt quá dự liệu của hắn, càng làm cho hắn vô cùng kinh hỉ. Bất quá cái này hồn năng nhiều ít là có cái gì căn cứ đâu. Thực lực, vẫn là những nhân tố khác. Bạch tử nhà không khỏi suy nghĩ. Gà con yếu nhất cho nên chỉ cung cấp một điểm hồn năng, tiểu quỷ mạnh một chút là 15 điểm. Cái này ngô lượng, lực lượng cường hãn, cảm giác không thể so minh thúc yếu. Cho nên có thể cung cấp gần ngàn điểm hồn năng minh thúc không biết cái này ngô lượng thực lực là cái gì cấp độ bạch tử nhạc vội vàng truy vấn thiết tý thủ ngô lượng nghe nói sớm tại ba năm trước đây liền ngoại rèn đại thành tiến vào nội luyện bây giờ thực lực hẳn là so ta còn phải mạnh hơn một chút a à, từ minh một mặt thận trọng nói mạnh như vậy bạch tử nhạc trong lòng không khỏi một bầm Minh Thúc cường đại, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến, nắm đấm không đụng chạm tiểu quỷ, chỉ là khí huyết nghiền ép, liền để tiểu quỷ hồn phi phách tán. Cái này ngô lượng thực lực so Minh Thúc còn muốn cường đại, lại chỉ là quỷ đầu chạy tứ chạy chủ, có thể nghĩ, quỷ đầu chạy phía trước ba cái, tất nhiên cường hãn hơn khủng bố. Minh Thúc tiếp xuống tới chúng ta đi nơi nào, vừa đúng lúc này, từ lập truy vấn chúng ta đầu tiên muốn đi đương nhiên là liệt dương bang tại thanh hà trấn phân bộ bắc nhai đến thời điểm hẳn là sẽ có một cái nho nhỏ khảo hạch chỉ cần thông qua khảo hạch tự nhiên là có người an bài các ngươi làm việc bắc nhai quả nhiên so tây nhai muốn phồn hoa nhiều ba năm lầu cao tủ lâu, rộng rãi tơ lụa trang, son phấn bột nước mùi thơm, từ một cái tụ mãn phu nhân trong cửa hàng tràn ra, tĩnh mịch tiệm sách bên trong, một đám thư sinh nhìn không chớp mát. Đồ cổ trải, thư họa các hãng cầm đồ, thậm chí còn có một tòa hí lâu. Dù cho sắc trời đã hoàn toàn mờ đi xuống tới, nhưng bác nhai hai bên, cửa hàng bên trên từng dãy đèn lồng, lại như cũ chiếu dọi mặt đường sáng ngời vô cùng dù là tự nhận kiến thức rộng rãi bạch tử nhạc, khi nhìn đến cái này rất nhiều cùng loại cổ đại trang cảnh thời điểm, cũng là bị hoa mát. Càng đừng nói cơ hồ lần thứ nhất ra thôn từ lập cùng Trương Quốc Nghĩa. Bất quá rất nhanh, theo từ minh thân hình dễ ngang, bọn hắn rời đi quảng trường, đến đến một loạt xem xét chính là đại hộ nhân ra khu cư trú. Ít nghiêng, từ minh ngừng bước chân. Liệt dương băng phân bộ, đến siêu thần đạo thuật đương niên yên hòa khảo hạch nghe chọn bộ tại mê truyện audio com đây là một cái rõ ràng là từ đại hộ nhân gia phủ đệ cải tạo mà thành phân bộ hai bên thạch sư uy vũ bất phàm vọng tộc đại hạm cùng một cái chỉ có thể cung cấp một người ra vào cửa nhỏ từ minh tại liệt dương bang địa vị không thấp tự nhiên có thể đi đại môn nhưng bạch tử nhạc bọn người lại là không đủ tư cách đương nhiên cũng không cần thiết cho nên Từ Minh trực tiếp mang theo ba người dọc theo tường ngoài đi một đoạn lộ trình, từ cửa sau tiến vào. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc bọn người liền nhìn đến trong hậu viện đang có bảy tám cái cùng bọn hắn chênh lệch không lớn hài đồng, chính thành thành thật thật đứng chung một chỗ. Các ngươi quá khứ cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, ta tìm nơi này quản sự sách một câu, yên tâm, bằng mặt mũi của ta, các ngươi đều có thể thông qua khảo hạch. Từ Minh nhẹ giọng đối Bạch Tử Nhạc bọn người nói một câu, sau đó rất nhanh từ rời đi. Bạch Tử Nhạc đánh giá những người này một chút tổng số 8 người, 5 nam tam nữ, đều là 78 tuổi, cũng hẳn là giống như bọn hắn, bị giới thiệu tới làm học đồ tiểu hài. Có lẽ là từ Minh bị bọn hắn nghe đến, bọn hắn khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc bọn người đến gần thời điểm, ánh mắt bên trong đều có chút phức tạp. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc đã không còn gì để nói, có thể mượn nhờ quan hệ thuận lợi tiến vào liệt dương băng trở thành học đồ, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ không cần. Ít nghiêng, từ minh xảy bước đi trở về, chỉ là sắc mặt nhìn có chút khó coi. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, có không tốt suy đoán. Quả nhiên, suy đoán của hắn rất nhanh đến mức đến chứng thực sự tình có chút khó khăn lần này chủ trì khảo hạch vừa lúc cùng ta có chút không đối phó từ minh trong lòng có chút buồn bực càng có chút xấu hổ lúc đầu đều đã đánh bao phiếu không nghĩ tới lại ra khó khăn chắc trở ai biết mình tranh bến tàu ban đầu đối thủ rời đi bến tàu sau lắc mình biến hóa ngược lại thành cái này liệt dương bang phân bộ hậu cần quản sự Bất quá các ngươi yên tâm, ta chờ một lúc toàn bộ hành trình nhìn xem, lượng hắn chương ba cũng không dám tận lực làm khó dễ các ngươi. Thấy Từ Lập cùng Trương Quốc Nghĩa trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh hoàng, Từ Minh bận bịu an ủi. Bạch Tử nhà cười khổ, sợ liền sợ ngươi tại cái này a. À minh thúc không tại lấy thân phận của đối phương cũng không tốt làm khó hắn nhóm những đứa bé này nhưng minh thúc ở bên người che chở ngược lại sẽ để cho đối phương sẽ mượn cơ hội nổi lên chỉ là hắn coi như minh bạch cái này đạo lý cũng không tốt nói rõ đành phải kiềm chế xuống tới kiên nhẫn chờ đợi rất nhanh một nhóm mấy người liền từ hậu viện một chỗ trong phòng cất bước đi ra trong đó cầm đầu chính là một vị nam tử trung niên, thân hình gầy gò, khuôn mặt ngược lại là có chút trắng nõn, chỉ là con mắt rất nhỏ, nhắm lại ở giữa, như có hàn quang lóe lên. Cho người ta một loại lạnh lùng đến cực điểm cảm giác. Hiển nhiên, đây chính là từ minh trong miệng chương ba. Ở bên cạnh hắn, thì theo thứ tự là một béo một gầy hai cái thanh niên, bọn hắn có chút lạc hậu nửa cái thân hình, thái độ khiêm cung, không dám đi đến đằng trước. Vị này là chúng ta Liệt Dương Bang phân bộ hậu cần Trương quản sự, các ngươi còn không qua đây bái kiến." Trương ba bên người, kia gầy yếu thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói: "Trương quản sự tốt, tất cả tiểu hài lập tức tiến lên, sợ hãi nói một tiếng." "Hừ, giả vờ giả vịt." Từ Minh hừ lạnh một tiếng, có chút không quen nhìn Trương Ba sắc mặt không thay đổi, mắt nhìn dưới tay 11 vị tiểu hài, trong đó Bạch Tử Nhạc, Từ Lập, Trương Quốc Nghĩa ba người tương đối tới gần. Lại từ lập tức thỉnh thoảng dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Từ Minh, tăng thêm giữa hai bên khuôn mặt có chút tương tự, trong lòng liền có so đo. Sắc trời đã tối, ta cũng không chậm trễ mọi người thời gian. Các ngươi, biết chữ có sao? Đứng qua một bên, Trương Ba ánh mắt lạnh nhạt nói. Nghe vậy, bạch tử nhạc biến sắc, không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là biết chữ, nhưng lại là ở kiếp trước văn tự, một thế này, tự nhiên không có cơ hội biết chữ. Trong lòng biết biết chữ tầm quan trọng hắn, lại một lần nữa quyết định, phải nhanh một chút giải quyết biết chữ vấn đề. Lại tại lúc này, một đứa bé bắp chân có chút bước ra một bước, sau đó rất nhanh liền khiếp nhược lui trở về. Người làm gì, gầy yếu thanh niên trừng mát, Ta, ta biết viết tên mình. Tiểu hài sợ hãi nói. Liền hai chữ có làm được cái gì? Trung thực đứng, thanh niên hừ lạnh một tiếng, quét mắt sở hữu người. Đứa bé kia lập tức không dám lên tiếng nữa, những người khác cũng đều không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hiển nhiên, 11 cái tiểu hài, không có bất luận kẻ nào biết chữ. Bất quá đây cũng là bình thường, có thể biết văn đoạn chữ, cái nào không phải thân gia giàu có tự nhiên không có khả năng hạ mình tới này liệt dương bang chấp nhận học đồ. Chỉ có như bạch tử nhạc chờ như vậy nhà cùng khổ hai tử mới có thể nghĩ đến tại nơi này một cái nào đó sinh lộ. Đã không ai biết chữ, vậy các ngươi muốn tiến vào ta liệt dương bang cũng chỉ có thể dựa vào khí lực. Nhìn thấy bên kia mấy cái ụ đá không? nam hài 50 cân, nữ hài 30 cân, ai muốn có thể dơ lên ụ đá qua vai, sau đó đi đến 10 bước, coi như thông qua khảo nghiệm. Chương Ba đưa tay hướng sân nhỏ biên giới mấy khối ụ đá bên trên một chỉ, thản nhiên nói. Những cái kia ụ đá, hiển nhiên là liệt dương băng bên trong một chút đệ tử luyện khí lực sử dụng, trồng chất tại bên tường, cả đám đều tiêu tốt trọng lượng. 50 cân, tất cả tiểu hài trên mặt cũng thay đổi nhan sắc nếu như ta nhớ không lầm, trước kia khảo hạch, nam hài chỉ cần nhấc lên 30 cân ụ đá, nữ hài 20 cân, liền có thể thông qua khảo hạch. Người cái này trực tiếp tăng lên một lần, có phải là có chút quá mức, từ minh nghe vậy cũng là biến sắc, lạnh giọng nói. 7-8 tuổi bất quá 10 tuổi tiểu hài, lực lượng đều rất có hạn, càng đừng nói những người này xuất thân cùng khổ, đoán chừng ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn được thịt từng cái gầy khõm. Khí lực đều rất có hạn không nói là 50 cân ụ đá, liền xem như 30 cân ụ đá nhấc lên đều tốn sức, càng chưa nói xong muốn ngay cả đi 10 bước. Đối cái khác người, từ minh còn không quá để ý, nhưng hắn mang tới trong ba người, trừ trương quốc nghĩa nhìn có cầm khí lực, có lẽ có thể thông qua bên ngoài, bạch tử nhạc cùng từ lập đều gầy yếu vô cùng. Tuyệt khó thông qua, nơi này là ta quyết định vẫn là ngươi nói tính đừng nói ngươi không có tư cách tại nơi này khoa tay múa chân, cho dù có tư cách. Lưu Dương hộ pháp nói thả thiếu không ẩu, đề cao cánh cửa không nên có chi ý, chẳng lẽ, người đối Lưu Dương hộ pháp, cũng dám có nghi dị, Trương ba cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khuây khỏa. Lúc trước cạnh tranh bến tàu ban đầu thất bại chật vật, hắn đều ghi tạc trong lòng. Từ minh nghẹn lời, sắc mặt cực kỳ khó coi liệt dương băng tại thanh hà trấn bên trong chỉ là một cái phân bộ địa vị cao nhất là môn chủ thiên triền thủ lưu đông hướng xuống chính là tả hộ pháp triệu tĩnh cùng hữu hộ pháp lưu dương hắn mặc dù tại thanh hà bến tàu bên kia có chút địa vị nhưng ở lưu dương hộ pháp trước mặt lại căn bản không nói gì quyền lực mặc dù hắn phi thường rõ ràng lưu dương hộ pháp có lẽ đúng là đã nói thà thiếu không ẩu một câu nói kia nhưng chương ba tại thời khắc này già tá lưu dương hộ pháp tới dọa hắn cũng là sự thật càng làm cho hắn bất đắc dĩ là hắn căn bản không dám đi phản bác thất thần làm gì muốn thử liền thử không thử liền tranh thủ thời gian lấy ở đâu được liền hướng chỗ nào trở về cười đắc ý, Trương Ba đối Bạch Tử Nhạc mấy người cũng không có gì hảo sắc mặt. Ta tới thử thử một lần, Bạch Tử Nhạc đang muốn tiến lên, Trương Quốc nghĩa lại trước bước ra một bước.